Chứ ông từ đâu mới về đây mà ông nói tôi kiểu đấy? Ui này, tiếng tăm của ông quanh quanh cả cái làng cả cái xã đấy, ai rồi chả biết gươm lăm chuyện. Tốt nhất là ông đi về. Nè, về đây. Ông tuổi chi? Người nhà này được đấy, lại có cố vô thơm thế, toàn mùi thịt nướng thôi. Ai chà, thằng này lại đi ăn trực ở đâu rồi? Đi theo thằng này nào chả được miếng thịt, nào chả được miếng thịt. Ôi, chị Hoàng với Phong lại có chương trình để giấu tôi. Giấu đâu, công khai này mà giấu đâu. Giấu cái gì? Chưa kịp sang bảo gì. Không phải chưa kịp sang bảo không? Mà tôi ăn là việc của tôi, không phải việc của ông đâu, phải giấu ông. Mà kể ra ông tài đến toàn đúng lúc đấy. Ông bảo ví dụ bảo là tiền của ông mà mua ăn thì bảo là giấu. Đấy, tiền của tôi ông bảo giấu. Đùa ông, chỉ ít nhất là cũng phải xem alo cho tôi một cuộc gọi nhớ sơ sơ chứ. Để cứ phải bắt tôi mò đến đây làm ra mang tiếng tôi là thấy bạn có ăn này nhỏ đến nó mất hay ấy, kiểu sao thế. Sao chả phải đến nữa cho đỡ mà mang tiếng. Đùa nói thế tôi về luôn chờ chứ đùa đó. Ông nói như thế mà nói được à? Tí nữa cứ xin cho phép hai ông xin lỗi tôi một chén đấy. Đấy, nói đến chén anh đang chả có rượu có bia mà uống đây này. Chào anh em nhá. Ơ? Bạn ông à? Không. Bạn ông à? Cũng không. Ờ, thế... Anh vào đây tìm ai à? Anh! Không nhận ra tôi à? Nhận ra tôi à? Ôi, bạn học Huy mà. Tôi... Ngày bạn... trước ở Hà Nội, bây giờ vừa về quê làm nhà. Tôi học cùng ông lúc nào nhỉ? Hay nhỉ? Học tư hồi cấp 1 với nhau. Thế cứ ngồi đó. Thì tôi lên lớp 5, ông cứ mãi lớp 1 đấy. Không nhớ à? Không nhớ à? Bạn mình thì chả nhớ. Lâu quá cũng chả gặp, cũng chả biết. Tôi tưởng là sếp... hay gì ở công ty các ông chứ ai biết được bạn làm ăn gì các ông chứ. Không phải, hôm nay tôi đang đi có việc đi quanh xóm ở đây, về chào bà con gái đi sang đây thì nhìn thấy ông đi vào đây thì tôi đi vào đây thôi. À thế là cũng vừa về quê làm nhà ở đó ở cuối làng Bát ấy, chỗ làng Đào ấy. À cái nhà mới xây vẫn chưa sơn đấy gì. Ừ đúng rồi. Tôi tưởng nhà đấy là cái đợt đầu năm là không có tiền trả tiền vật liệu, nó đến nó dừng ấy chứ nhỉ, nó dừng công trình chứ nhỉ. À thì cái đợt đấy là vỡ nợ. Nghe đi không khéo này. Tôi nghe điện thoại đó. Tài nợ nên cũng nên đấy chứ. Nghe tướng chép nhỉ. Nhưng mà ông gọi đây làm gì nhỉ? Ai biết được bạn ông hay sao ấy chứ. Ông phủ nhận là bạn của ông lại bảo bạn tôi. Thánh nó giới thiệu thế tôi chỉ biết thế thôi chứ có biết đâu. Chịu, tôi cũng chịu được. Nhưng mà chắc là cũng phải làm tướng tá gì cấp cao đấy, nhìn cũng... Nhìn thì cũng có tí tướng tá đấy, phong độ đấy. Không, ông nghĩ làm... Nhìn vỏ là oai, mà lõi mới có cái gì không? Nhưng mà kinh doanh là các ông nên quan hệ được bởi vì nghe... Thế bạn cứ ngồi đây. À, thịt nướng thơm thế. Khói nghi ngút, anh em ở quê thích nhỉ? Anh em ở quê thì đắp bạc cái này thôi, có gì đâu. Tôi về tôi lấy rượu nhá. Rượu á? Có món nước nói mà, ở nhà tôi có mà, nhá. Rồi. Cứ ngồi đây, bạn cứ ở đây nhá. Này, nghe bảo cái tay này, chuyên ăn chạc, chuyên hung ngồi, chuyên đi ăn trực. Quanh quê, tôi, em, tôi thấy tai tiếng kinh lắm. Hôm nay tôi mới đi. Ôi trời ơi, nó còn nổi tiếng khắp cả cái miền Bắc này rồi ấy. Ghê gớm thế nhỉ. Ôi giời. Tiếng mẹ xấu đấy, mẹ đồn tận dưới Hà Nội cũng biết cả. Ôi giời, tay này kinh lắm, tay này nổi tiếng lắm. Đi chỗ nào chả lao vào cứ quen thân như đúng rồi, cứ ăn uống thoải mái. Cứ như kiểu là người quen thân lắm. Ngày xưa tôi nói ông nha, tôi học với nó từ bé nhá. Đi ăn bánh rán, có 4-5 thằng đi ăn bánh rán. Rõ ràng là bảo là góp tiền cùng ăn bánh rán. Thế mà nó lanh quanh. Đến lúc trả tiền là nó lanh quanh, là nó giả vờ, nó đi đái, nó trốn mất. Thằng này ăn trực từ bé luôn. Em thấy anh kể câu chuyện của ông ấy mà em thấy
có chuyện của anh đó. Thế á? À không, không có gì. Bảo sao bây giờ tu luyện từ ngày nhỏ rồi, bây giờ thành bài thành văn rồi. Lanh quanh tay đấy đôi khi nó cứ dở dở, thế nhưng mà nó là dở ăn người đấy chứ không đùa đâu. Hay lấy rượu mà lâu thế nhỉ? Làm gì có ôi, đấy. Đây. Ui. Để các ông phải chờ lâu rồi. Đoạn quá tôi. Thật có lỗi với lại anh em vừa bê cái bình rượu xuống vấp ở cái thềm nhà vỡ tan tành lấy láng ra tiếc quá. Ồ. Lại không có rượu rồi. Thế đi chạy ra quán làm luôn. Thôi lại văn cũ rồi. Hôn như ông quê tôi này. Văn cái gì mà văn? Lỗi ông lại giả vờ lại tiếc bình rượu thì lại bảo là đổ vỡ rồi gì? Đùa ông nói tôi thế. Thì ông đi về đi. Lành ca lành quảnh cái suốt ngày cái văn ba cái văn cứ quanh quanh quẩn quẩn. Tôi mà văn là ông thì biết gì về tôi mà ông bảo văn. Thì tôi lạ gì ông, tôi ngày xưa tôi học với ông tôi chẳng biết ông học văn rốt bỏ sử giờ này ông cái diễn. Chứ ông cái ông từ đâu đến ông lại nói thế? Chứ ông từ đâu mới về đây mà ông lại nói tôi kiểu đấy? Ui này. Tiếng tăm của ông quanh quanh cả cái làng cả cái xã đấy ai rồi chả biết gơm lăm chuyện. Tốt nhất là ông đi về. Thế? Đấy. Không, ông tuổi chi? Tôi á, tôi tuổi chuột. Đi đấy. Đi. Mất cả việc. Mà thế nó đuổi về à? Thì thôi, cho nó về. Thôi, làm thế thì có nể ngại quá không? Thôi, có cái gì mà ngại, cho nó về luôn. Tôi tính tôi thẳng lắm. Bà cái tôi chả như các ông hay cả nể đâu. Tôi, riêng tôi nói thẳng luôn. Thế chắc là người dưới phố bọn anh là hay thẳng tính đúng không? Ở đâu chả thế, bây giờ thế có mỗi ở quê mình cứ làng xóm cứ nể nhau để làm cái gì. Chửi thẳng mặt nó một lần để cho nó đi. Cái gì đâu mà. Ừ, mà cũng phải thế, lần sau cho nó chừa cái thói ăn trực. À, thế nhưng mà lật đều lên không nó cháy. Bạn bè thế thì nghe hơi nhỉ, hơi quá đáng tí nhỉ? Ồ hay thế, bạn bè bây giờ nó toàn ăn của mình không thì bạn bè gì, nó là bè chứ bạn gì đâu, mình cứ phải. Thôi, anh em lật đều để không nó xé mất cháy, tôi xin phép tôi về đây. Ờ, anh Huy à? Anh ở đây. Sang đây rồi thì ngồi đây. Ngồi đây rồi bọn em chỉ cho vui. Làm vài miếng. Thôi, lanh quanh như đây gì. Thôi anh cứ ngồi trong đây tí nó giao lưu bọn em, anh em mình, để anh mình bắt chuyện làm quen cho nó vui này. Ừ. Đấy, anh em thích những người thẳng tính như anh này này. Bọn em thích nhỉ, như thằng Huy kia thì trước ngày thì ăn tục nó phết, ăn món, trực em ghét á. Món này thật ra cũng thích đấy. Ở dưới Hà Nội làm gì có được nướng thế này đâu. Đúng rồi. Thế thì ngồi đây anh em làm một vài ly thôi là. À, thế thì không ngại anh em nữa nhá, ngồi nhá. Đó, thế anh ngồi đây thì tí anh. Các tôi xem các đang nóng này ngon quá. Trước lạ sau quen có thì phải ngại, anh không phải ngại. Vừa ấm mà lại vừa có thịt nướng này. À thế là cái nhà mới đang xây đấy là nhà của anh nhá. Vâng đúng rồi. À đây ủ thế anh đẩy ra quá nhỉ. Xây nhà này cũng phải 200 mét vuông chứ đùa đâu. Nộp. Ủa Phong ơi. Ơ, làm gì vậy? Hả? Không ăn uống nữa. Bây giờ gần 2 giờ ăn uống gì nữa? Tôi vừa về có tí mà đã tan rồi à? Ôi rồi thì lúc ông về là nướng xong rồi. Thế thằng Hoàng chúng nó đâu hết rồi? Nó bảo là 2 giờ là nó cũng đi đánh đàn rồi, đám cưới rồi. Chứ ăn gì mà ăn như ăn cướp thế, ăn gì ăn. Ông bảo là lúc ông cái tay ghé đuổi ông về là nướng chín rồi. Thế bây giờ lên mâm ăn thì mấy? 3 phút thì xong rồi đâu. Thì tôi tránh cái mặt cái thằng thì tao ghét. Chết chứ bạn bè gì đâu. Mà sao lúc đấy nó đuổi tôi ông không giữ tôi lại nhỉ? Thì ông bảo hai việc riêng của hai ông tôi biết đâu được. Mà cái tay đấy tưởng đuổi ông về xong ông cũng về. Thế mà tôi mời vừa mời cái ông lại ngồi xuống luôn. Nó ngồi ở đấy ạ? À? Ăn luôn á? Ờ. Đùa cái thằng này nó còn. Dạ mẹ. Cái mặt nó nhìn nó còn hơn cả ăn xin chứ còn lại còn đi nói mình là ăn trực nói xấu mình là thế nọ thế kia. Nhìn cái mặt nó đã tôi đã thấy ghét rồi lại còn thể hiện như kiểu sếp oai lắm. Nhưng mà mặt ông ấy làm sếp thật hay sao mà sếp gì sếp gạch ở nhà còn chả đủ để mà chỉ xây nốt nhà cái kia bỏ nhà. Lúc đầu là ông bảo ông về nhưng mà tôi Hoàng giữ lại ông bảo ông ở lại lại còn nhưng mà ông nói xấu ông nhiều lắm đấy lại còn giữ
Nó nói xấu tôi cái gì? Thì đại khái là chỉ nói ông về ăn uống thôi. Ăn uống thì tôi ông có thấy xấu không? Tôi thì thật ra là xấu thì cũng xấu, nhưng tôi quen rồi cũng chả thấy bình thường. Đấy, anh em quan trọng gì cái ăn uống đâu mà chẳng nổi được. Nhưng mà ông ấy là ông nào đấy? Nó ngày xưa là nó học dốt, nó đúp lại, nó học cùng tôi. Cái thằng đấy gì, nhà nó nghèo quá ngày xưa ở trên này ấy, thế là phải về thành phố nằm lê ở vỉa hè bán trà đá đấy, bây giờ mới quay về quê, nói còn oai. Chép cái gì? Thế các cụ bảo là ngồi lên cái gì nhỉ? Giàu nhà quê không bằng ngồi lên thành phố. Giàu nhà quê không bằng ngồi lên thành phố. Ngồi lên thành phố nó phải có chỗ ngồi chứ. Mà không xem công an đuổi như kiểu đuổi bọn tệ nạn xã hội đấy à? Oai cái gì? Thế mà bây giờ về nhà trông ăn mặc phong cách nhỉ? Không phải, nó chỉ vỏ ngoài thôi. Mà nói tóm lại, tôi không chẳng nói chuyện thằng ấy. Nói là kể cả ông với thằng Hoàng ấy cũng chả coi gì, coi tôi ra chó gì. Tôi Hoàng có gì đâu. Thì ông giữ nó ở lại, mà tôi thì một đằng thì là bạn suốt ngày với nhau. Thế bây giờ tôi tưởng ông với nó là bạn thân thì tôi biết đâu được ấy. Ông tốt nhất lần sau nha, tôi nói thật các ông, tôi có cái gì tôi cũng không chèm alo gọi gì ông nữa. Tôi về đã. Bạn cái lão này ở nhà là xem chuồng gà chỗ nào nó hở thì cài nó vào, buộc nó vào. Không cài, gà nó ra mất hết cả nhà. Em làm cái gì đó? Là đi đâu bây giờ mới về đấy? Thôi đi vào đã. Vào đây anh bảo. Vào cái gì mà vào? Đây này. Chưa rồi. Bỏ đấy đi ra chợ luôn, đi ra mua lấy thức ăn nhiều về đó. Mấy cái thằng này nó không coi mình ra gì. Sao tự dưng hôm nay lại bảo đi mua thức ăn về làm gì đấy? Không, anh đang bảo mấy cái thằng bạn anh ấy ăn uống như thế mà nó dám đuổi thế mình là... về. Mình có phải là thèm khát gì miếng ăn của nó đâu chứ. Ai đuổi ai đi? Cái thằng trời ơi đất hỡi tự nhiên nó hiện hình về đây. Thế bây giờ mua cái gì? Mua cái gì cũng được, mua nhiều vào. Về đây nấu phi hành tỏi thơm phức lên, xong cho cái quạt sang hướng nhà thằng Phong ấy, để cho nó biết cái mùi vị thức ăn của nhà mình nó như thế nào. Không có lại, nó lại cứ nghĩ mình chỉ biết đi ăn trực tức không đấy. Đi mua, đi mua kể cả thế là mua thật à? Chả nhẽ lại đùa, để tao sang bên kia tao thuê cái quạt công nghiệp về thổi khói sang bên nhà nó cho nó không cho nó ai? Sặc mùi cho nó chết thèm đi. Thuê quạt đấy ở đâu? Quạt ở nhà phục vụ đám cưới á. Ôi giời, lại còn thế nữa cơ à? Nghe rầm rộ thế à? Phải làm cho nó ra chuyện chứ. Con này đi. Đi cái gì mà định ngủ ngoài chợ à, mà mãi tao về á. Khổ quá, còn bắt 3-4 con gà mang xuống đấy cho người ta mổ. Đây đây, anh cầm này về để mẩy thơm chạy xuống lấy gà. Mổ xong gà rồi đấy, chờ mãi chả được. Chẳng lại mua cái thịt nạc lắm làm gì, mua xương nhiều để làm cái gì? Thì A Hi bảo mua lắm mà. Thì mua thịt rồi, thì bây giờ nhà mình đấy, lúc nãy mẩy thơm bắt 4 con gà mái mang xuống mổ, về hôm nay nhà mình ăn nhòe. Đấy là lấy cái thịt má chủ ấy, nó có mỡ ấy, thì nó mới bay mùi, bốc mùi được, hiểu không? Mua nhiều hành vào, mua cái hoa quả này thì nó mùi được à? Mà lại còn gà quay quay cái gì, gà nhà mình thì bao nhiêu kia thì còn chả thịt, còn đi bảo nó đi mổ. Gà nhà mình đã ăn được đâu, bắt ở nhà bà bên cạnh. Mà mua làm gì mà nhiều thế này á? Mà Mai Hi bảo mày thơm mua nhiều về. Tao nói là mua nhiều là có nghĩa là chỉ một ít ít thôi. Mua thế này thì
Làm gì có chuyện nhiều nhiều mà lại mới ít ít. Đấy xương thịt. Nhiều là lúc đấy là tao nói là cho nó bỏ tức trong lòng thôi. Còn chủ yếu là mua cái thịt má chủ kia nó mới lắm mỡ. Thì nó mới quện vào cái hành nướng nó mới thơm. Chứ thì nói luôn từ lúc đầu đi. Nhưng mà đằng nào cũng mua rồi gớm. Hết bao nhiêu tiền? Nhà mình á, khả năng cả năm trời chả được mua nhiều như này mà ăn con hôm nay về á. Nó phải cười tít mắt. Nhưng mà hết bao nhiêu tiền? Chỗ này hết gần 2 triệu. Tiền gà chưa tính. Gần 2 triệu? Thịt mày, dê đấy. Mày đi ra mua thức ăn mà mày mua gần 2 triệu. Thế thì mày ăn từ giờ đến Tết sang năm à? Khiếp. Nhà người ta một tháng tiêu hết mấy chục triệu. Nhà mình á, tháng cả tiền ăn, tiền điện, tiền nước thì hết có 3-4 triệu mà. Ai đi nhảy dựng mãi lên. Rồi nha, cắt cái chỗ xương này hầm lấy nước thôi. Xong không thì đốt cái xương lên cho nó thơm thôi. Dập hành vào, đốt vào đấy. Tao sẵn cái lò đấy rồi. Còn cái chỗ thịt này tao mang xuống tao giả. Của con mẹ ở đầu đường chỗ cái chợ cóc đấy gì. Suốt ngày mua ở bà ấy nhưng mà ai lại đem giả thì mang tiếng. Cái đúng cái con mẹ đấy không? Cái con mẹ mà cái ngồi tít ở trong hóc chỗ đầu đường cửa chợ đấy gì? Trong hóc, đi tính từ ngoài kia thì là đầu chợ, mà tính từ đây thì mới là trong hóc. Nhưng mà mua giả tiền rồi ai lại đi giả lại mang tiếng. Việc của tao, mua thế này thì ăn không hết thì để nó ôi chiêu ra thì nó phí tiền chứ. Đấy nó cứ đốt hết cái ngân này thôi. Nha, quạt thốc mạnh vào. Còn cái, đây, trả bớt cái quả đi. Quả này là của cái con mẹ bán cái chỗ vòng hoa tăng lễ đấy gì. Quá, mua được có tí thế thì giả hết thì còn ăn cái gì luôn. Ăn thế thôi. Còn gà thì làm thế nào? Gà mổ rồi đấy. Cái gì? Thế con gà, 4 con gà đấy. Gà mổ rồi, giả tiền rồi, giả thế nào được? 4 con á? Mổ rồi thì chị bảo nó cắt tiết xong thì bỏ đấy. Cắt tiết thì nó chết rồi. Mà người ta làm lông liếc các thứ khả năng sạch sẽ xong xuôi hết rồi đấy. Thôi được rồi, cái đấy gì mang về xong chín nữa mày mang quay quanh hàng xóm xem có ai không bán bớt đi. Thôi để chứ. Để một con lại thôi nhá. Này, ai đi mà bán, mày thơm không có bán đâu. Làm cái gì đó? Lại đi đâu bây giờ mới về đấy? Thôi đi vào đây. Vào đây anh bảo. Vào cái gì mà vào? Đây này. Chưa rồi. Chưa cái gì? Mất gà, mất đi. Một con gà là mất luôn cả. Đi ra ngoài lại. Kia anh vừa nghe nói người ta mổ dê mổ gì ấy. Đi ra đấy làm lấy nửa con về đây. Bây giờ đúng rồi. Tóm lại là ông ở đây không ai tiếp ông cả. Ông liên trực nó quen rồi. Ừ. Thế là ngồi đấy. Đấy, tôi cứ phải thẳng thừng, đuổi thẳng nó. Kiểu thế nghe nói oai. Ok. Đi lừa, Achuet đi làm được mấy cái vụ bất động sản cũng có thứ nhà. Nhà đấy phải mấy chục mét. Có cái gì không? Nhưng mà kinh doanh là các ông nên quan hệ được, bởi vì nghe. Thế bạn cứ ngồi đây. Xin lỗi anh em nhé, có điện thoại. Rồi, ok. Chào anh em nhá. Bạn ông à? Ôi, tao bè. Bạn ông à? Thôi từ từ đừng hỏi nhiều hộ. Đó, ok. Quát nhảy ăn ngô nướng lên này thì bao giờ cho nó đủ chất để mà ý thay ngô chứ. Ôi, anh đi. Này, nhìn này. Hôm nay nhá, đi ra chợ thấy con bé nó bán món mới, lạ mắt. Thơm chưa? Cái gì đó? Kim chi đấy, món đặc biệt của Hàn Quốc đấy. Nó quảng cáo ấy, cái món này mà về kẹp với thịt nướng ngon lắm. Nhà mình đi làm gì có thịt đâu mà nướng. Thế thì bây giờ nó sắm được ít kim chi. Chỗ này trông thấy mà tận 30.000 đấy. Hay, ai hiểu,
Cái này chỉ ăn được với thịt nướng thôi à? Chỉ ăn được với thịt nướng hay là cho vợ 100 ra làm một cân thịt? Có cái con khỉ tiền một cân thịt bỏ cái miếng ba chỉ này ra mà nướng lên nào. Bỏ miếng ba chỉ ra mà nướng cơ? Ba chỉ này mà nướng được thì ối thằng là ăn nổi. Thôi, cái này để tao mang lên trên ông ngoại xem thế nào chứ. Ở nhà mình thì cây này ăn trẻ con nó cũng không ăn được. Ông chắc không biết ăn cái này đâu mà mang lên. Phải, để cho ông ăn cho ông biết. Chứ bây giờ cứ không biết là cứ không cho ăn à. Đến già rồi, sắp hết đời rồi thì chả biết thưởng thức hương vị cuộc sống à. Cái kim chi là cái gì đến bây giờ tao mới biết. Thì bây giờ mình được ăn thì phải để cho ông thưởng thức chứ. Rồi, mang lên đi xem ông ăn không. Ông mà ăn lần sau lại mua cho ông 30 nghìn nữa. Thôi đi đói đi. Thôi cắm cơm rồi không nấu cái gì ăn à? Ra lấy quả trứng ra mà khoáng tạm mà ăn. Này có thịt nướng. Thì giới thiệu là tôi là bác bạn Ahi trước ở dưới thành phố giờ mới chuyển về quê lên vừa làm nhà dưới. Anh nghĩ là tôi có biết ông đâu nhỉ, nhưng mà tôi bạn ông mà không nhớ tôi à, bác nhá. Anh Huy thì nhiều cũng không biết nhưng mà ông cứ đi theo anh Huy thôi. Nào hàng ngồi vào đi. Khói. Khói. Ngồi xong đứng lên được. Khói. Ok. Thế anh vào đi tìm ai à? Anh không nhận ra tôi à? Nhận ra tôi à? Ôi bạn học Huy mà. Tôi ngày trước ở Hà Nội, bây giờ vừa về quê làm nhà. Tôi học cùng ông lúc nào nhỉ? Hay nhỉ? Học từ hồi cấp 1 với nhau. Thế cứ ngồi đó. Thì tôi lên lớp 5 ông cứ mãi lớp 1 đấy. Không nhớ à? Không nhớ à? Bạn mình thì chả nhớ. Lâu quá cũng chả gặp, cũng chả biết. Tôi tưởng là sếp hay gì ở công ty các ông chứ ai biết được bạn làm ăn gì các ông chứ. Không phải, hôm nay tôi đang đi có việc đi quanh xóm ở đây. Về chào bà con gái đi sang đây thì nhìn thấy. Ô Phong, không ăn uống gì nữa à? Xong rồi. Còn đeo này đúng lúc thế. Đó. Có hôm nay quay không? Có, em đang đi quay mà. Alo. Ừ. Sáng giờ đéo gọi cho nó đéo trong mày. Em vào tận đội. Mà cái mẹ gì phải điều tra. Tao phải biết thằng ý thằng nào chứ. Kệ. Tao mới chơi nó lại nói chứ. Trời bởi cái kệ bố nó. Phải tìm được mặt thằng ấy chứ thằng nào. Nói chung là mất bao tiền thì chiều này thằng vào nó hỏi. Một mình nói dối là hồ bí, mình nói dối bí rồi mình vào mình đánh rồi cái thẻ căn cước. Nhờ trích xuất cái camera lại xem ai nhận được. Loa đường về rồi nhé. Có thì mình cho tiền vừa cho vừa ấy. Loa nó mang một quán nhận đấy. Ừ. Thế nhá, đây này, em quay, đang quay rửa kìa. Chưa? Chưa, vợ mệt lắm. Nghi ngờ vợ đi... đi... với trai khoảng 2 tiếng. Nhóc nó đi rõ rồi, nhóc điều tra. Anh chủ ý thế là đi. Điều tra thì chắc chắn là đi. Không điều tra. Ai? Chưa phở. Do đi.